trưởng thành phố Hồ Chí Minh cho biết sự cố ngập ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu phá hoại, thì chính quyền địa phương đã khẳng định không có chuyện này xảy ra. Phó giám đốc trung tâm chống ngập thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết sáng nay đơn vị đã xuống kiểm tra làm rõ nguyên nhân của sự cố khiến hàng trăm người dân ở phường Thạnh Xuân và Thạnh Lộc quận 12 bị ngập. Qua kiểm tra giả soát, đơn vị này xác định nguyên nhân ban đầu là do nắp cống ngăn triều Tân Vu và cống ngăn triều Cái Dù gặp sự cố lúc chiều cường đang lên, gây ngập nặng cho địa bàn hai phường của quận 12. Như trước đó, ETV báo mới đã thông tin, tối ngày 2 tháng 1, hai nắp cống ngăn triều ở quận 12 bị vỡ khoảng ngàn lề, khiến nước sông tràn vào khu dân cư, gây ngập hàng trăm các hộ dân ở phường Thạnh Xuân và Thạnh Lộc, nhấn chìm nhiều đồ đạc, nhiều nơi ngập sâu cả trăm mét, gây thiệt hại cho người dân. Bao được cũng hết bao.